Ở cái chủ nhà mạnh miệng lắm. Anh không trả cho tôi tin nhé. Này, giờ, nói rất chuyên vòng, môn, okay. Tí mà sai thì chết em. Sao một vòng quan sát thì... Em không thấy bạn này ra thắp nhang. 2 triệu là được nhá. Mà lên 4 triệu đây là vấn đề nhá bác. Anh Thuận ơi, vừa nãy ở trong phòng chờ anh nói bọn em đấy. Hôm nay ai theo anh người đấy là đúng hết đấy nhá. Cẩn thận đấy nhá. Mồm miệng đấy. Đe dọa anh kìa. Em sao trông sợ thế Hòa, sao em sợ thế. Hỏi cho hai ơi, cô có muốn... Sao hai có muốn về đội Trường Giang lại không? Dạ không. Hỏi chi? Em hỏi chi vậy? Này số 1 này. Số 1 là Nam Cao. Nếu được chọn em có muốn chọn vào đội kia không? Hết giờ. Ủa? Cái thời gian hỏi bên đây thì bên kia hỏi. Tự nhiên bên kia dành giờ của ta. Thật ra là giúp thôi. Bây giờ nó nghe nè, nếu mà muốn lịch sự á, em tặng cái phần hỏi em cho đội kia hỏi thêm á. Rồi, không cần. Số 2 hát dở rồi, tôi cần gì hỏi nữa. Khỏi 30 giây luôn. Rồi, ngưng nhạc luôn. Chọn em. Ủa gì kỳ vậy? Không hỏi ý mà kêu ta chọn. Em nhìn Hòa là em biết Hòa muốn hát dài rồi. Không phải, tại vì là từ lúc mà em ra cái bài này này là hầu như là em chỉ song ca với hai em là con trai. Rồi bản là cover của anh Siro này. Hầu như là chưa mới được hát với một bạn nữ nào hết. Là em muốn được hát một lần với một giọng nữ để xem là có một bạn song ca hai nữ thì nó như thế nào. Vậy em sẽ chọn bạn nhá. Số 7. Ba thành viên của tụi em đều lựa chọn về một cái hướng. I know what you too. Yeah. Cháu nó còn nhỏ, nó còn trẻ. Đã đến lúc là phải về với gia đình rồi. Yeah. Hướng lòng về số 5. Trời ơi, cái vị trí phong thủy của chương trình. Sao không giữ lại con bé đến sâu sâu xíu cho tươi mát chương trình? Tại vì em mà mùa trước là hát gặp người hát vui rồi. Nên lần này thận trọng. Em chắc chắn quả, luôn rồi. Quả cúng tổ nghề là em hơi bị cay Eric là lấy mất của em rồi đấy. Ai bảo em không chọn? Xít chọn đấy. Hay. Em không tin vào cái cảm giác toilet của em thì thôi. Nhưng mà phải lại loại quả này thì để em chất lọc được thêm. Nếu đây là sự lựa chọn sai thì cái quả này tiêu tốn của chúng ta 2 triệu đấy nhá. À tôi chết rồi. Anh không vấn đề gì đâu. Đấy nhá. Không vấn đề gì. Thì cái 2 triệu này ai trả? 2 triệu thì người chơi trả chứ phải là đội trả. Chủ nhà không có dính líu gì trong cái chuyện này ở trơn trọi với chủ nhà mạnh miệng lắm. Anh không trả cho tôi tin nhé. Em vừa ok mà. Chủ nhà không có tốn tiền cho nên mạnh miệng lắm. Không mà anh Nghĩa, nãy vừa thấy bé số 5 đứng lên cái em nói với Thành liền bộ thế nào Hòa Minh Di loại nhỏ đầu tiên. Bé xinh quá loại hả? Không cần biết là hát hay sao. Đúng, cái loại trước cái nè. 2 triệu để chỉ cho em về. Đúng, để cho sân khấu. Ai bảo em choáng sân khấu của chị. Đúng, nhưng mà đẹp nhất cái sân khấu. Cũng là một lý lẽ để đỡ sót tiền nha. Thế bây giờ số 5 mà em loại của anh rồi nhá. Anh buồn đấy. Tức là Thành cũng định loại số 5 à. Em có khen nhưng mà em khen tung quá mù anh Nghĩa. Vậy mà bên kia cũng không bắt bẫy. Bạn ấy căng thẳng rồi kìa, chết rồi, có khi hát hay thì sao. Số 5 đã về. Lễ tân về rồi. Số 3 ở lại làm chi? Đúng, mời bếp về chung chứ. Ủa anh sao vậy? Số 3 có liên quan gì? Số 3 là ở dưới Bạc Liêu lên hát bô lê vô hay lắm. Nhưng mà tại vì bây giờ nếu mà loại thêm một bạn nữ nữa thì nó phải mất cân đối với nam với nữ. Đúng rồi. Để lại đi, để tí nữa mình xem thêm. Loại số 2 nhá. Hả? Bây giờ thì một lòng mình chỉ còn số 1 thôi. Không chừng số 1 và ấy à. Ấy thì 2 triệu. Để lại nha. Thôi 2 triệu, em nhiều. 2 triệu mấy chai bia? Nhiều quá. Nhiều à? Nhiều. Thôi để ca sĩ người ta quyết đi. Người ta không mất tiền, người ta nói chuyện kiểu đấy chứ ai để nói chuyện như anh Giang. Chán. Em có thể một mình em đâu, em một chai bên đây, một chai. Em đó hả? Ừ. Mới ăn ớt hả cưng? Sao con bé nó tỏ vẻ nguy hiểm quá ta? Tại vì em đã sai một lần rồi. Đang tiếc tiền đó anh, đang tiếc tiền đó. Nên là đến bây giờ 2 triệu là được nhá. Mà lên 4 triệu đây là vấn đề nhá bác. Tình hình là cả nhà yêu ơi, bạn này hát không ai. Cái bạn này nói chuyện với bạn kia mà bạn kia học ở trường văn hóa nghệ thuật quân đội. Nói chuyện thì là nói chuyện chứ liên quan gì đến hát đây. Nhiều khi hai người ha học chung thì sao? Em không thấy bạn này ra thắp nhang. Trời ơi, làm như bây giờ ông đi ông thắp nhang, ông mới gọi điện cho em biết không bằng vậy đó. Chắc lát nữa có người ra thắp nhang nó đó. Thấy ghét không? Tự nhiên thêm ba người kia vô đứng tràn ràng che hết mặt con nhỏ. Sao?
Bây giờ sau dòng siêu diễn này, này quả phong thái này là hay đấy. Hay nha, hay nha. Hay đấy. Này anh ơi, anh ơi, che năm che sáu chi. Rồi tôi cũng thấy cái bờ môi nhúc nhích. Thấy chứ, con miếng lèm lèm mấy chữ cuối. Để chương trình hay hơn thì bây giờ để bạn ấy chọn lại được không? Xem bạn ấy muốn hát với ai đi. Bảo đảm đội mình ăn chắc mặt bền rồi mấy anh chị ơi. Hồi nãy đứng trên đó đó anh Nghĩa. Đứng trên đó là nhìn giống diễn viên hài. Đó, nhưng mà lúc mà đi xuống đây đúng là bạn này có cái dép ca sĩ thiệt. Nhưng mà vô tình một điều nữa. Vô tình một điều nữa. Đây đây nghe, vô tình luôn, làm lộ bạn số 6. Hồi nãy em thấy bạn số 6 hay. Mà bây giờ ra diễn cho em nhìn bạn 6, em đổi ý định ra rồi. Thôi, ông ba phải quá ông ơi. Ông đổi tôi cũng không theo ông được nữa. Còn ông ở xong nó bỏ là phải rồi. Đi. Không hay. Không thiệt. Trường Giang vẫn nghĩ rằng không hay. Cậu này rất là nhanh nhẹn ha, rất là control mọi thứ trên sân khấu ha, nhưng mà cậu này chắc là diễn viên đấy, không hay đâu. Không hay đâu, không hay. Bây giờ vậy à, nếu mà bạn hay thì cho đội em ca đàng hoàng bình thường thôi. Tụi em nguyên đám xúm qua nhà hàng Trường Giang ăn bữa, gọi là đãi, thấy không? Đãi đền cho con bé, được chưa? Đãi đền danh dự mà cho Trường Giang thu nhập cao, ngon à. Sức à, tức là qua ăn vẫn trả tiền đàng hoàng. Trả tiền chứ. Ai mà tự nhiên ăn không gì, tao nói mình ăn trực, mai tao làm báo tao chữ mình. Ủa vậy chứ gì cược gì? Nếu mà bạn ca hay, Trường Giang phải đãi tụi em cho. Đúng. Tụi em đi ăn mừng em mà. Cái gì nữa? Dạ. 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 Nếu mà bé này ca hay thì bên kia Eric có 50 triệu rồi, em có được gì đâu. Tao chưa chắc à. Nếu như một lát nữa Hòa cũng chọn đúng người luôn thì hai người chia đôi mỗi người 25 triệu. Hòa, bé, mình được ăn. Ăn thắng thua gì em có được ăn. Có mình Trường Giang đãi em lo gì? Anh không? Ừ, em. Anh ủa, em. Đầu nhiên, tụi anh vui, sao bỏ em được? Anh. Trường Giang nào phải không? Trời, sợ vậy? Trời nha. Thưa quý vị, đây là lần đầu tiên mà hai chủ nhà cược với nhau. C, em được ăn. Ăn C, em ăn rồi. Đương nhiên có em rồi Thùy, yên tâm. C. Yeah. C. C. Ai à. Ủa sao mai C với anh vậy? Lỗi anh. Anh đâu không? Đâu. C. Anh nghĩ ăn chay mà C gì? Ăn chay cũng phải làm món chay riêng cho anh. Đúng. Trời ơi, anh đâu có đòi hỏi gì đâu. Giang qua đó nguyên một dĩa bầu luộc, rau luộc, anh chấm chao cũng được mà. Có mà. Đúng không? Tối nay ta sẽ không ăn tối, ta dọn bụng ăn quán mười khó. Coi gì chứ ăn mười khó không có dễ đâu nghe. Mười khó ăn rất khó à. Trời. Chưa chắc gì đâu à. Dở ác dở. Cho nên là khoan tự tin quá. Đụng tới kinh tế gia đình em là hát dở. Ok. Cho chị Hòa ghét, bởi vì chị Hòa đã loại em. Cảm ơn Eric, về chỗ. Trời ơi, bà hát dở ta loại bà đúng rồi, bà nói gì nữa. Anh mặc dù là đội kia là đúng đó, nhưng mà em coi như là cũng mừng giùm cho người ta luôn đó anh. Em thấy em sai á. Trời ơi, tự nhiên em nói bạn này hát dân ca hay, em muốn xỉu. Em ngó đâu vậy Hòa? Trời ơi, con bé đó trống lãng. Trời ơi, thiệt á. Nó ca. Không, mà đây là đầu tiên em thấy một người hát dở mà là những cái đoạn mà sai nhạc bấm beat feel nhá. Feel theo nhạc mà lại feel dở. Đó là em lâu lâu thấy chứ anh Thành thấy hoài à. À, thế à. Trời ơi trời. Không mà con bé được cái năng lượng quá, đã quá. Sợ hát xong nó té nó xỉu tại chỗ đi. Em học thuộc bài của chị Hòa lắm luôn á. Mê chị Hòa đúng không? Dạ đúng rồi, ngày nào cũng nghe em. Tiếc quá không được hát với chị Hòa ha. Nhưng mà chị Hòa thì mừng lắm vì không được hát với em. Nếu không là chị mới mất 50 triệu. Chốt hơn, một ký cà dứa nha. Một ký cà dứa. À, nghe giọng có vẻ hay à nha. Nhưng cái nhấn nhá của cái độ nhăn trên trán là em thấy có một cái sự nhịp điệu nhẹ ở đây. Ồ, anh nhưng mà cho em hỏi là cái nghề ở trong đó với cái nghề ở đây nó giống nhau gì không? Em ơi, em đừng tin em ơi. À, không hả? Ừ. Em tham gia lần thứ 3 rồi mà Eric. Nhưng mà có ngon không? Muốn quánh nó thiệt chứ, mà thương nó mà muốn quánh nó liền á chứ. À không, vì em bảo là nó liên quan gì đến cái nghề đây này nè. Không cần biết em ạ. Không cần hả? Ngân bây giờ em biết không? Ngân bây giờ nó được cấp cái bằng mẫu quyền sinh sát nằm trong tay, muốn làm cái gì cũng làm. Làm cái gì không làm thì em vẫn đang nhận xét là cái chán nó nhăn nhăn. Tức là người này có một cái cảm nhạc tốt đấy. Nhìn bạn này giống như nhầm dạo này đang hot tin kiểu TikToker. Kiểu đấy. Gương mặt rất xinh ha. Đúng rồi. Nhưng mà bạn này là có vẻ hát hay đấy. Em thấy bạn này nhép hay thôi. Cô này là xinh xắn.
nhảy nhót tí thôi chứ hát không hay đâu. Đúng. Tại vì cái lúc mà bạn ấy hát cái khẩu hình miệng của bạn ấy rất là kiểu nhỏ nhỏ ấy. Không hay đâu. Không cho em thấy quá rõ đâu Erica. Yeah. Không. Anh nghĩ em nghĩ là vậy nha. Sao? Bé này là em thấy là hát hay đó mà hát cái kiểu nhạc tin tin á, kiểu mà anh nhà ở đâu thế. Này em nói nghe luôn là Hoài Minh Di sao loại em bé này. Em biết tại sao không? Phụ nữ mà. Không có thích em ơi, nếu mà Hoài Minh Di loại của bé này mà cô ấy hát hay thì cứ bỏ 2 triệu ra rồi nói chuyện. Dạ. À, 2 triệu. Anh Thuận ơi, vừa nãy ở trong phòng chờ anh nói bọn em đấy, hôm nay ai theo anh người đấy là đúng hết đấy nhá. Cẩn thận đấy nhá. Mồm miệng đấy. Rồi rồi. Em sao trông sợ thế Hòa, sao sợ thế? Không biết em nhá. Bây bé giờ nhá. Mấy tuổi vậy, bây giờ các chương trình là chuyên là lên các TikTok các thứ để tìm kiếm nhân vật nổi sáng bắt đầu gọi về chương trình. Em nghĩ em bạn chắc chắn luôn là bạn này ở đấy, hàng ngày em lượn link TikTok em biết. Thế à? Anh Thành nữa. Nhưng mà rồi nếu như cho là bạn ấy có nổi tiếng trên TikTok đi thì bạn ấy hát hay hay không? Nên bảo là trên đấy toàn hát nhép hay không à? Ờ, hát nhép thôi đúng không? Ừ. Vậy là Hòa cho là bạn này không hay. Đúng. Tại vì lúc mà chị ngồi mà dựa vai vào người yêu đấy thì thấy rất là hát rất là thoải mái, hát hay đấy. Nhưng mà một cái là không bạn, không. Cái loại một này đấy, chị ba hát hay đấy nhá. Loại hai, nói nhanh loại nhanh cho tao về. Hiểu chưa? Đấy. Bây giờ để anh em nói luôn cho hai ca sĩ dễ chọn nè. Này, bây giờ nói rất chuyên vòng, môn, okay. Tí mà sai thì chết em. Sau một vòng quan sát thì theo cá nhân anh nha, số 4, số 6 và số 7 là những người hát hay. Ghê vậy? Ghê. Bây giờ các em có muốn chọn luôn một người không? Để giữ về đến cuối chương trình. Tập đầu tiên của chương trình năm nay rồi nha. Anh biết sao không? Eric nó hay lắm anh. Eric nó giống như là anh có giác quan thứ 6 rồi. Nãy giờ em với là Nguyễn Hồng Thận là nói là số 6, số 7 biểu bắt đi. Mình bắt đi đặng đi tới cuối chương trình cho nó kịch tính đúng không? Mới giao luật mới năm nay mình phải chơi chứ. Thế nhưng em nói điều linh thiêng mà đã xảy ra với em đi. Em lại có một linh cảm một người khác. Người nào? À, sao Eric nói rất đơn giản mà anh Thành làm hùng hồ trời. Sao mà tôi đẩy lên nó cao trào. Tới nó cái nó bị. Tôi nghĩ nó nói ra một cái chuyện gì để nó cho người ta thấy sự linh thiêng về mặt cảm xúc của nó, cảm giác bây của giờ nó. Bây giờ nói này. Em cảm giác như là một lúc nữa em hát với bạn này sẽ hay. Đó là em cảm giác bạn số 2 hát với em sẽ được. Tự nhiên nó cảm giác gì anh thấy ghê không?